Và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây là kết thúc các bạn.